Mỹ Lợi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hàng năm vào ngày 6 tháng 2 âm lịch, nhiều nơi tại quốc nội cũng như tại hải ngoại đều có tổ chức lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng. Năm nay, Hội Tương trợ Phụ nữ Việt Nam San Francisco tổ chức lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng vào hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2012, nhằm ngày 5 tháng 2 năm Nhâm Thìn. Chương trình được khai mạc lúc 3 giờ chiều tại hội trường số 201 đường Turk, thành phố San Francisco, với khoảng 100 quan khách, gồm đại diện các tổ chức hội đoàn, thân hữu, đặc biệt là Thượng nghị sĩ Mark Leno và dân biểu Tom Aminano cũng đã đến tham dự. Liên đoàn cử tri cũng đã cử 3 người đại diện đến tham dự lễ dỗ và tiếp tục vận động và giúp đỡ quý đồng hương nào chưa ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Obama áp lực Hà Nội trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Sau nghi thức chào cờ mặc niệm là diễn văn khai mạc của bà Thủy Tiên, trưởng ban tổ chức buổi lễ và cũng là hội trưởng Hội Tương trợ Phụ nữ Việt Nam San Francisco. Sau lời chào mừng và cảm ơn quan khách, bà Thủy Tiên nói về tiểu sử của Hai Bà Trưng. Sử sách còn vang dội cho đến ngày nay và các đền thờ đời vua Lý Lê Trần Việt đều có đền thờ để hàng năm cúng tế Hai Bà. Hội Phụ nữ Việt Nam Tương trợ rất hân hạnh được làm con cháu của Hai Bà và nguyện sẽ là người vợ, người chị, người mẹ tốt để dạy con em chúng tôi thành thật người công dân tốt ở một xã hội đang sống. Trên nước không dạy đức đâu, xin đứng lên ba phước cho giang sơn hòa bình. Trên nước không nước non còn đó, giống ta không giống anh hùng, chúc một người thầy bồi dưỡng xuống. Hồ Thiên sông núi nghe từ xa. Ông Thomas Nguyễn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Liên đoàn Cử tri phát biểu. Và anh Trúc Hồ cũng đã đưa ra cái chương trình ký thỉnh nguyện thư cùng với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì anh em chúng tôi đã cố gắng đi khắp mọi nơi để giúp cho quý vị đồng hương ký cái thỉnh nguyện thư. Thì ở đây chúng tôi có cái mẫu form màu vàng này, xin quý vị điền vô những cái chi tiết đó. Mời tất cả quý vị có thì giờ chúng ta sẽ lên trên sắc tô để mà kiểm tra cho cái phái đoàn đòi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Ông Lê Văn Ý thuộc Tổ chức Lương tâm Công giáo mời gọi mọi người đến Sacramento vào thứ Hai ngày 5 tháng 3 để hỗ trợ cho đồng bào chúng ta đang có mặt tại Washington theo lời mời của Tổng thống Obama muốn lắng nghe thêm về những điều chúng ta nêu ra trong thỉnh nguyện thư. Về ngày giờ thì sẽ được thông báo sau. Buổi lễ tưởng niệm đã kết thúc sau khi mọi người dùng bữa chiều và tiết mục xổ số với các phần trúng số lấy hên đầu năm. Mỹ Lợi tường thuật từ San Francisco xin thân ái kính chào quý vị.